Ban biên tập xin được kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với kênh Tin Mới. Xin được kính chúc quý vị khán giả có những giây phút tuyệt vời và bổ ích khi xem video của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và để lại quan điểm của mình dưới phần bình luận. Và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng hổi nhất. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với kênh Tin Mới. Thưa quý vị, mới đây nhất, trong khi mọi người trên thế giới đang tập trung vào các thông tin dịch bệnh, thì Ấn Độ đã xuất tàu chiến tới Việt Nam để cùng thực hiện một cuộc tập trận nghe có vẻ hơi ngợ đời nhỉ. Tại sao hai quốc gia đang gặp nhiều khó khăn cho công tác chống dịch COVID-19 lại có thể tập trận với nhau nhỉ? Cuộc tập trận này có ý nghĩa như thế nào? Từ vũ khí nguy hiểm nào được hai bên đem ra trình làng và nó mang tới thông điệp gì? Hôm nay Tin Mới rất sẵn lòng gửi đến các bạn video này để làm sáng tỏ những thắc mắc trên. Nào bây giờ, chúng mình cùng bắt đầu thôi. Các bạn thân mến, mới đây, tờ báo India Today đã cho đăng tải thông tin về cuộc tập trận giữa Hải quân quốc gia này và Việt Nam vào những ngày giữa tháng 8 vừa qua. Theo đó, đây được xem như là một phần trong chương trình hợp tác về hàng hải giữa hai quốc gia, trong đó phía quốc gia Kari đã gửi tới hai tàu khu trục INS Railway và INS Kura để cùng thường tra và đàm luận cơ bản về đường đạn cùng cụ Lý Thái Tổ của Việt Nam chúng ta. Các tàu của Hải quân Ấn Độ đã đến Cam Ranh, Việt Nam vào ngày 15 tháng 8 để thực hiện các bước đầu tiên bao gồm cập cảng và cách ly. Giai đoạn trên biển bao gồm các cuộc diễn tập tác chiến mặt nước, diễn tập bắn vũ khí và hoạt động trực thăng. Hải quân Ấn Độ cho biết sự tương tác thường xuyên giữa hải quân hai nước trong những năm qua đã nâng cao khả năng tương tác và khả năng thích ứng của họ. Điều này đã đảm bảo một bước nhảy vọt về mức độ phức tạp và quy mô của các cuộc trao đổi chuyên môn. Chuyến thăm này cũng có tầm quan trọng đặc biệt khi các tàu hải quân Ấn Độ kỷ niệm 75 năm ngày độc lập của đất nước tại Việt Nam. Đại diện lực lượng này cho hay, tìm hiểu sơ qua về hai tàu tham gia tập trận lần này của Ấn Độ cũng không phải dạng vừa. INS Janeway là tàu khu trục tên lửa dẫn đường và là tàu mới nhất của lớp Jamput. Con tàu được đưa vào hoạt động vào ngày 21 tháng 12 năm 1987 và được trang bị một loạt vũ khí và cảm biến bao gồm tên lửa đất đối đất, tên lửa phòng không và súng, ngư lôi hạng nặng, tên lửa chống tàu ngầm và có khả năng mang theo trực thăng tàu ngầm. Trong khi đó, INS Kura cũng là khu trục hạm trưởng của lớp khu trục Kura tại quốc gia này. Tàu có lượng dạn nước tiêu chuẩn 1.350 tấn, dài 91,1 m, rộng 10,5 m. Thủy thủ đoàn 134 người, tàu tuy được đóng ở Ấn Độ nhưng trang bị hoàn toàn công nghệ cảm biến, hỏa lực của Nga. Tàu INS Kirch có 16 tên lửa hành trình KH-35 Uran-E bố trí trong 4 bệ phóng KT-184 đặt phía trước. Ngoài ra, tàu còn có thể triển khai được cả trực thăng hạng nhẹ. Có thể nói đây là biểu tượng cho sự hợp tác quân sự Nga-Ấn trong thời gian qua. Các bạn thân mến, việc cử quân tham gia tập trận, ngoài mục tiêu nâng cao và tăng cường hợp tác giữa các quốc gia tham dự như bài báo, cũng như các cơ quan truyền thông của hai quốc gia này thường nhắc tới, thì nó còn cho thấy sự ủng hộ của đất nước đó trong các vấn đề liên quan tới quân sự. Nói một cách đơn giản, hành động tập trận là để thể hiện rằng tôi và anh ta là hai người có thể quan hệ mật thiết và mặc dù không hề có hiệp ước đồng minh, nhưng nếu anh ta bị ức hiếp thì tôi chắc chắn sẽ không đứng nhìn. Việc cử những con tàu hiện đại bậc nhất trong biên chế của mình tới tham dự cũng biểu thị sự tôn trọng và hợp tác quân sự vào mức độ cao nhất. Vậy tại sao Ấn Độ lại chọn Việt Nam mà không phải quốc gia nào khác nhỉ? Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta cần phải biết đối thủ lớn nhất cũng như mục tiêu của Ấn Độ hiện tại và tương lai là ai. Mình tin chắc là ở đây khá nhiều bạn biết rằng đất nước của mấy anh Kari hiện đang xem Trung Quốc là đối thủ số 1 của mình trên cả lục địa châu Á cũng như trên thế giới. Đầu tiên chúng ta cũng biết rằng tại châu Á, Ấn Độ và Trung Quốc là hai nền văn minh mạnh mẽ và có sức ảnh hưởng lan tỏa rộng nhất trong hàng ngàn năm. Hai nền văn minh này không ngừng kèn cựa nhau để xem ai mà thực sự là chủ khu rừng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây với sự trỗi dậy ngày càng mạnh mẽ của Trung Quốc, người Ấn mặc dù vẫn đang có phần bị lép vế tại châu Lục. Sự lép vế đó có nguy cơ gây ảnh hưởng tới những sự phát triển trong tương lai của quốc gia này. Lần lượt, những quốc gia xung quanh tiểu lục địa Ấn Độ bị Trung Quốc giăng lưới nợ để bắt về. Chúng ta có thể kể tới Pakistan, Nepal hay mới nhất là Sri Lanka. Tất cả những hành động này chắc chắn không thể nào qua mắt được những nhà lãnh đạo Ấn Độ.
Từ lâu, người đứng đầu của quốc gia đông dân số 2 thế giới đã rất cay mắt với các hành động của anh bạn xếp trên mình. Và tất nhiên, nhắc tới mối quan hệ của hai quốc gia khổng lồ này, chúng ta cũng không thể không nhắc tới vấn đề tranh chấp lãnh thổ dai dẳng của họ. Thậm chí, lính biên phòng của hai nước này đã cho những màn tỉ thí võ thuật với nhau. Chính sự kiện đó đã dẫn tới việc đóng cửa biên giới cũng như tẩy chay tất cả các sản phẩm từ Trung Quốc của quốc gia đông dân thứ hai trên thế giới. Hiện nay, với phương châm kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, Ấn Độ đã và đang tăng cường liên kết hơn nữa với quốc gia thù địch của Trung Quốc. Trong phạm vi châu Á, quốc gia này đã có những liên kết mạnh mẽ với Nhật Bản, Hàn Quốc và thường xuyên lên tiếng về các vấn đề tại Tây Tạng và Nội Mông. Còn trên phạm vi thế giới, Mỹ và các nước phương Tây vẫn luôn thường được quốc gia này liên hệ, trong khi mối quan hệ với Nga vẫn được tăng cường. Vậy trong những năm gần đây, Việt Nam đã dần nổi lên như một cái gai tuy nhỏ nhưng lại sắc nhọn nhất ở bên hông Trung Quốc. Nằm ngay trung tâm khu vực Đông Nam Á, một khu vực đa sắc tộc là nơi giao thoa của chính nền văn hóa Ấn Độ và Trung Hoa, Việt Nam có thể được xem như một trong những quốc gia có tiếng nói cũng như ảnh hưởng mạnh mẽ tại đây. Mặc dù cũng có nền văn hóa Á Đông, nhưng Việt Nam vẫn cho thấy được sự độc lập khỏi những chính sách cũng như ý chí của các nhà lãnh đạo từ Bắc Kinh. Không những thế, giải đất hình chữ S lại còn đang vướng vào một cuộc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Tất cả những yếu tố trên hội tụ lại trở thành một thỏi nam châm, thu hút sự quan tâm của rất nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có cả Ấn Độ. Và thêm một điều may mắn nữa cho Ấn Độ chính là mối quan hệ được phát triển lâu đời do Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Gandhi của họ xây dựng. Đây chính là mối quan hệ hết sức chân phương giữa hai quốc gia đã từng là thuộc địa và tự mình giành lấy độc lập cho dân tộc. Do đó, việc tăng cường quan hệ chắc chắn sẽ không phải là điều khó khăn. Thực tế cũng chứng minh Ấn Độ đã dành sự quan tâm hết sức đặc biệt cho Việt Nam chúng ta. Hiện nay, cụm từ đối tác chiến lược toàn diện đã đủ sức nặng cho thấy sự quan trọng của Việt Nam đối với Ấn Độ và ngược lại là như thế nào. Hội tụ tất cả những điều trên, chúng ta có thể thấy cuộc tập trận lần này của Việt Nam và Ấn Độ dù cho tình hình dịch bệnh như thế nào vẫn phải được diễn ra. Dịch bệnh dù sao cũng là chuyện nhất thời, còn lãnh thổ, chủ quyền đất nước là chuyện lâu dài và cần phải theo bài bản. Đối với Việt Nam, hợp tác với Ấn Độ, đặc biệt là tập trận trên biển với hải quân nước này còn giúp chúng ta từ một tín hiệu tới Bắc Kinh cho thấy dù trong bất cứ tình huống nào, những người Việt Nam vẫn luôn sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc và chúng ta cũng có rất nhiều người bạn ủng hộ công lý tới cùng. Trung Quốc nếu có muốn cũng không thể làm được. Các bạn thân mến, câu chuyện về bó đũa của người cha trước lúc lâm chung truyền lại cho những đứa con của mình hiện nay đang được Việt Nam và Ấn Độ áp dụng hết sức triệt để. Nếu nằm riêng lẻ, chắc chắn một mình Việt Nam hay Ấn Độ chưa đủ sức có thể cân lại Trung Quốc. Tuy nhiên, khi mà đất nước đông dân nhất thế giới phải đối đầu với 2, 3 hay nhiều hơn nữa những kẻ thù, thì họ sẽ phải chia nguồn lực của mình ra để đối phó. Do đó, mặc dù Việt Nam có dân số và kinh tế chỉ bằng một tỉnh của Trung Quốc, nhưng chính phủ Việt Nam đang nắm giữ những lợi thế rất to lớn trên bàn đàm phán cũng như tính chính nghĩa. Bởi thế, chính sự khôn ngoan này đã giúp một đất nước nhỏ bé như Việt Nam tồn tại cả hàng ngàn năm bên cạnh một Trung Quốc khổng lồ. Mình hy vọng rằng trong tương lai không chỉ Ấn Độ mà nhiều quốc gia khác sẽ hiểu và đứng về phía Việt Nam để lên tiếng phản bác những luận điệu và chiêu trò xảo trá của giới cầm quyền Bắc Kinh. Video này tới đây là hết. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ chúng mình trong thời gian vừa qua. Các bạn nghĩ sao về vấn đề mà chúng mình vừa nêu ở trên? Hãy comment xuống bên dưới để chúng mình cùng tranh luận nhé! Hy vọng chúng mình đã mang đến cho các bạn những thông tin bổ ích. Các bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác nữa của tin mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng mình trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những chương trình tới đây. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin mới của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.